Hello, xin chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay là 10 ngày rồi em chưa có đăng clip. Tại vì hôm nay dàn nhạc nó cũng hơi ế anh em. Với hôm nay nhiều công việc quá, không có quay clip được. Có đi show nhưng mà cũng ít ít quay được. Thì kéo lại thì ráp máy là em chạy về không à. Cho nên không có cái gì để mà quay cho anh chị em xem á. Thì cái dàn nhạc đi show nó cũng vậy nha anh em. Xài cái van số nha, van số chứ không phải là xài mixer. Mùa này mùa sắp mưa tới rồi cho nên là xài van số này nó gọn nè anh chị em. Đó, gọn. Lo thì vẫn là Nestle và B-Way. Đó. Giờ em kéo máy đi anh chị em. Đây là hát qua sông luôn nha. Đây cái kênh đó không? Đây đây cái kênh đó. Anh tưởng kéo này nha, không biết lên giống này được không à. Đúng rồi, nhà em á. Được không? Anh lượm kéo là lần đầu tiên luôn. Chắc không lên nổi quá, không có trớn rồi. Không có trớn luôn nổi. Phải có trớn mới được. Khó hàng lắm rồi, chứ mà giỡn là cái đường này là khó kéo lắm rồi. Cái đường này mới kéo là ra do không. Này kéo phải vài lần mới quen cái đường này. Cái thùng mốt nha. Để coi nhà xuống góc nhà. Anh bấm xe nha. Thắng từ từ đi. Quá trình lại đây là quay phim lại là test lượm kéo thử cái dàn này mới lần đầu tiên anh kéo cái đường này luôn á. Em mong anh lấy cái xe em nè anh kéo. Cái xe này cái dĩa bự. Nó ấy lắm, nó mạnh lắm. Dạ dạ. Rồi thấy thấy cái sao, thấy thấy sao. Được không? Được, bây giờ như đang kéo tuổi chứ gì. À.